Đối với huyện Vĩnh Thạnh, trong tháng 5 sẽ tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa hè thu, hoàn thành tuyến đường dẫn vào khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ. Hiện huyện đang triển khai xây dựng gấp rút đường dẫn nối từ quốc lộ 80 vào khu công nghiệp Vĩnh Thạnh để dự án khởi công vào tháng 6 tới. Khu tái định cư phục vụ công nghiệp cũng sẽ được tập trung xây dựng. Ngoài ra, huyện còn chỉ đạo tổ chức hoàn thành tốt công tác diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Thạnh Thắng năm 2023.